Ok, hôm nay nhà hàng xóm xây nhà, nhà cấp 4 thôi. Thì sẵn cái dịp này thì mình quay lại những cái bước cơ bản, những kiến thức sơ bộ về xây nhà cấp 4. Thì mình nghĩ rằng là với một người nam hay nữ, chúng ta cũng cần nên biết những kiến thức cơ bản này. Nó sẽ giúp ích cho ta hình dung được từng công đoạn khi xây nhà nó như thế nào. Giờ mời các bạn qua xem nha. Mình xây là mình mới có kinh nghiệm, phải thường là có kinh nghiệm ở nhà thứ hai đó. Nhà ông bảy đang xây này, đúng không? Cọc hiện giờ đang phối cọc là 2,5 1,4 14 mét. Nhanh quá à, mới đó mà quất 6 vít luôn rồi. Nè, lo tranh thủ nạp lo tranh thủ nạp năng lượng. Chốt nha, mỗi liên kết giữa hai cái vít với nhau thì nó có cái chốt. Khi đây xong thì ở đây là đưa cái này qua để lấy cái cọc, lấy cái neo vít qua, đưa vít qua để gắn vô. Đơn vị là cái gì? Bách can hay là cái gì ạ? Bách can. Can. Nó làm khoảng 30
30 hay 4 mấy gì kg lực trên cm vuông á, mình thấy có nhiều loại đồng hồ khác á. Mấy cái máy khác. Vậy là phải đi 6 feet lần hả? 6 feet là tới 10 gần 12 mét hả? 11 mét đây, cho 11 mét đây, 11 mét đây. 6 feet. Là hai bên chứ hả? Hay một bên? Giờ còn thấy thôi mình ở đâu nữa đây? Thấy cái 6 feet mà. À, feet kia nó mới bắn rồi hả? Bên kia ép đọc là phải không? Rồi, à khoan sẵn luôn. À chưa ép hết. À hiện giờ đang làm hai lỗ bên kia rồi. Hai. Bây giờ nó chỉ đặt cái dàn đế này lên. Hai lỗ neo làm rồi. Đây lỗ neo thứ ba. Tại vì nó chuyển đổi mất công rồi nó làm vậy luôn. Vậy là phải có ba lỗ, ba neo. Hai tim luôn. À, làm vậy nó mới nhanh được. Còn đây kia nó xoay hoài mà nó mất thời gian. Nó làm một cái nào làm luôn là vậy đó. Mang hai tim kia, hai tim xong bắt đầu nó dở lên, hai tim cuối nó đưa lên cái đài. À, làm tiếp nè, tim nãy cứ làm hai cái vậy. Một lần là hai tim. Hôm nay nữa chắc không gì hả? Không. Mai nè, mai cũng còn một tim chứ đâu còn nhiều đâu. 4 tim hả? Cái này có 16 tim nữa hả? 18 chứ. À 18 chứ, mỗi 6 3 18. Lấy cái mẫu rồi. Chút nữa quay neo xong rồi để quay cái đoạn này xíu coi. Cái đây là cái tim neo thứ ba nè. Bình thường họ sẽ neo 3 tim. Đó, đây nè. Đấy nha, dễ hiểu luôn nè, để mà cho nó nhanh nè. Ở đây là họ neo 1 tim rồi nè. Thấy không? Dễ hiểu luôn đó. Neo một tim rồi nè, thấy chưa? Thấy neo một tim chưa? Tới là neo tim thứ hai nè. Đây. Tim thứ hai. Bây giờ là đang neo tim thứ ba. Như vậy ba tim thì nó sẽ xoay đầu cái đế. Xoay lại thì nó sẽ ép một lần, ép nó sẽ là hai tim cộng. Đây giờ chuẩn bị gắn đế neo nè. Đó. Đó. Phải lúng rồi chứ không có gì. Làm cái đế gắn vô những cái điểm tựa.
kia, cái đầu bên kia cũng tương tự. Má chốt là một dâm. Gài lại với cái đế này. Bốn góc bốn cây. Rồi. Cấp dầu. Giờ đẩy à, lấy xe ba xe bánh xe lăn vô hả? Lăn cái cặp vô hả? Kéo. Chắc cái phải có máy này kéo. Rồi, gài xong rồi, bây giờ đưa cặp vô nè. Ồ, xa vậy hả ta? Nó cần rồi, thấy vậy mà Vương xa hả? Thank you.
dưới thùng đồ kìa. Trời. Phải nhanh rồi chứ, không lỡ mà thấy nó lo chạy liền kìa. Tiêm là 3 cây hả? 3 cây là tới 9 cây. 4 5 6 7. Đây 4 cây à. Đây rất nhiều cái xe cọc vô nữa hết cọc rồi. Đưa vô cái con gọ cho nó được đây nha. Đó là nếp cây sáo trước.
sáo cho nên ép nó chạy sáo luôn. Sáo nằm dưới ba. Chỉ lên trên leo lên đó để gài cái cử chặn cái đó lại, gài là cục chặn á, chặn ở trên để nó mới ngáy xuống được. Yeah. Có người leo lên trên đó để gài để kéo cục chặn lên trên đó, kéo cục chặn. Cây đầu tiên ở nhà khoảng 10 kg trở lên.
lên đầu để gọn chỗ nghỉ. Chưa, nhưng mà còn hai tia hai cọc nữa. Hai cây nó phải ép không nữa bó thôi. Ép là phải ép cho xong. Không à, để nó bó vô trong cái cọc không ép được. Đây là cái cọc thứ hai. Rồi có một anh thợ hàng đang chuẩn bị mấy hàng để hàng giữa hai cái cọc lại với nhau ha. Hiện tại hiện giờ đang cách làm nó dân dụng rẻ tiền. Rồi. Nghe rồi. Luôn luôn cảnh báo à. Sẵn sàng khi nào mà chạy hô là cái chạy liền. Rồi anh thợ hàng. Ba ly hai hả? Mua thì mình nấu ăn. Được. Hôm nay giờ chuyện quá. Mẹ đủ hai tim luôn rồi.